khi cuộc sống đang quá tệ, hãy nghe ngay 14 câu chuyện thâm thúy này để vẽ nên một cuộc đời khác. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe video trên kênh Ngâm Đời. Quý vị thân mến, trên đời, có những điều mắt nhìn thấy chưa hẳn đã là thật, tai nghe thấy cũng chưa hẳn là thật. Vậy trong cuộc sống, chúng ta nên tin vào điều gì? Ở đời có rất nhiều chuyện, không biết còn hơn biết, không hiểu còn hơn hiểu nhiều, không khôn còn hơn khôn. Đây là điều mà người ta thường nói nan đắc hồ đồ, nghĩa là muốn hồ đồ cũng thật khó, tương sinh tương khắc phúc cùng họa nương tựa vào nhau do đó ai có thể phân biệt là tốt hay xấu hãy cùng ngâm đời chiêm nghiệm ngay những điều này thông qua những câu chuyện thâm thúy dưới đây quý vị nhé câu chuyện thứ nhất ba câu chuyện vẽ nên sáu cuộc đời một hai người đàn ông rơi xuống nước khi hai người nọ cùng bị rơi xuống nước trong đó có một người có thị lực tốt và người còn lại thì bị cận thị cả hai vùng vẫy trên biển chẳng mấy chốc mà đã kiệt sức trong lúc tuyệt vọng bỗng nhiên người sáng mắt nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ đang trôi về phía trước người cận thị cũng lờ mờ nhìn thấy nó thế là cả hai lấy hết can đảm dốc hết sức bình sinh bơi về phía chiếc thuyền khi đang tận lực bơi về phía trước người sáng mắt bỗng dừng lại vì nhìn thấy rõ ràng đó chỉ là một khúc gỗ mục nhưng người bị cận lại không biết đó là khúc gỗ và vẫn miệt mài bơi đến cuối cùng khi bơi đến bên khúc gỗ mục thì anh mới thật sự biết rằng đây hoàn toàn không phải là một chiếc thuyền nhưng khi này anh cũng nhận ra một điều rằng anh đã cách bờ không còn xa nữa kết cục là người có thị lực tốt đã chết đuối trong dòng nước trong khi người bị cận thị đã lên bờ và may mắn sống sót hai hai bệnh nhân ung thư có hai bệnh nhân bị ung thư nhưng một người vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bác sĩ rằng họ chỉ còn sống được ba tháng nữa trong khi người còn lại thì bị lãng tai cho dù nói trực tiếp cũng không nghe rõ do đó người lãng tai hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình Người có thính giác bình thường sau khi nghe được lời của bác sĩ thì tâm trạng bị ảnh hưởng nghiêm trọng và đã qua đời trong vòng 2 tháng. Còn điều kỳ lạ là người lãng tai không những sống được 3 tháng, mà thậm chí bây giờ đã trôi qua 2 năm rồi họ vẫn sống rất tốt. 3. Hai công ty có quy mô ngang nhau. Có hai công ty có quy mô tương đương nhau, trong đó một công ty có vị chủ tịch tên là Robert, công ty còn lại thì chủ tịch tên Steve. Chủ tịch Robert là người giỏi tính toán lại có cái nhìn xa trông rộng về mọi thứ. Ông ấy đã dự đoán về cuộc khủng hoảng tài chính ở Hoa Kỳ vào năm 2008. Theo phân tích của ông, 30% công ty ở Mỹ sắp phá sản, và những công ty nhỏ như của ông bây giờ chắc chắn cũng sẽ không tránh khỏi. Vì vậy, ông quyết định giải thể công ty sớm, ít nhất là để lại một ít chi phí sinh hoạt cho nhân viên, tránh để tất cả mọi người rơi vào tình trạng nợ nần khó khăn. Còn về ông Steve, bản thân ông không giỏi tính toán, thậm chí còn khiến người khác cảm giác rằng ông khá kém cỏi bản thân ông tin rằng tương lai không bao giờ có thể đoán trước được ngay cả khi ai đó đặt bản đặt kế hoạch hoàn hảo nhất trên thế giới được đặt ra trước mặt của ông do đó ông không tin bởi vì tương lai vẫn chưa thực sự đến ông steve cảm thấy rằng khi nào công ty vẫn đang tồn tại dù chỉ một ngày thì ngày đó nó vẫn phải làm việc chăm chỉ để hoàn thành nhiệm vụ Kết quả là công ty của ông đã sống sót một cách ngoạn mục qua cuộc khủng hoảng tài chính đang càn quét khắp thế giới. Và cuối cùng, những người giỏi tính toán đã phải tự tay giải thế chính công ty mà mình đã gây dựng. Còn những người không giỏi tính toán thì lại làm rất tốt. Câu chuyện thứ hai, khi bạn nắm chặt tay, không có gì trong đó. Khi bạn mở tay ra, thế giới nằm trong tay bạn. Vào một đêm mùa đông lạnh giá, ba người ăn xin tụ tập trong một khu phố ở Washington. Một người ăn xin nói, nhớ năm đó tôi vẫn là một triệu phú nếu không phải là sự sụp đổ của thị trường chứng khoán một người ăn xin khác nói cách đây bao lâu rồi nhìn kìa sáng mai tôi sẽ vào thùng rác và xem có lẽ có một tấm sách triệu đô trong đó ha ha người ăn xin thứ ba không nói lời nào chỉ lặng lẽ đi đến nơi khác tìm kiếm thức ăn có thể lấp đầy dạ dày vào lúc bình minh hai người ăn xin đầu tiên bị chết vì lạnh và đói và chỉ có người ăn xin tìm kiếm thức ăn sống sót ba người ăn xin này đại diện cho kết cục của ba kiểu người trên thế giới một người sống trong quá khứ một người sống trong tương lai và một người sống trong hiện tại những người sống trong quá khứ và ngày mai đầy ước mơ và đầy tiếc nuối và biến cuộc sống hiện tại là một mớ hỗn độn những người sống sót qua thời điểm hiện tại có thể sống tốt cho đời sống này đến cuối cùng có một câu nói rất hay ngày hôm qua đã trở thành lịch sử ngày mai vẫn chưa được biết đến tại thời điểm này đó là món quà của thượng đế không rối rắm trong quá khứ không vọng tưởng về tương lai sống tốt hiện tại là ý nghĩa của cuộc sống thay đổi suy nghĩ không yêu cầu quá khứ ta gò có câu nếu bạn buồn vì nhớ mặt trời bạn cũng sẽ buồn vì nhớ những vì sao nếu bạn một mực đắm chìm trong quá khứ bạn không thể nghĩ về những người và sự việc khác chấp nhận với vết thương đã từng sẽ có quá nhiều gánh nặng trên cơ thể trở ngại tốc độ của chúng ta ngày xưa có một học giả thi trượt liên tục đến kỳ thi đêm nào cũng không ngủ được luôn nghĩ lần trước đã danh lạc tôn sơn lần này cũng khó có thể có kết quả tốt vì vậy anh đã đến thăm một người đàn ông đáng kính từ xa để giải tỏa sự lắng động trong lòng nhân sinh trên đời ai cũng không thể buông bỏ chuyện quá khứ một mực nhai phiền não thì chỉ có thể khiến bản thân thêm trì hoãn thụt lùi tốt hơn hết bạn nên cố gắng thay đổi tâm lý đặt xuống những gì nên đặt xuống xem nhẹ và buông bỏ những gì nên xem nhẹ là con đường lâu dài, phạm là quá khứ đều là phần mở đầu. Có một số điều nắm chặt không buông là tra tấn chính mình, có một số việc dây dưa không rõ ràng là bức hại mình. Chỉ có thu hồi dấu chân và giải tỏa ân oán trong quá khứ, linh hồn mới có thể được cứu. Trong ngoại hồ tàng long, lý mộ bạch từng nói: khi bạn nắm chặt tay không có gì trong đó, khi bạn mở tay ra thế giới nằm trong tay bạn khi chúng ta học cách coi thành công và thất bại như một đám mây thủy triều lên và xuống như là tiêu chuẩn của cuộc sống cuộc sống tự nhiên sẽ là một ánh trăng ánh sáng đầy đủ và sông núi rộng lớn từ chối không tưởng không lo lắng về tương lai trong cuộc sống hầu hết mọi người đều như vậy suy nghĩ là đầy đủ hành động là xương tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch xếp chồng nhưng chúng tôi vẫn luôn viển vông tìm nhiều lý do khác nhau để tự kiềm mình. Cuối cùng, khi nhìn lại và suy ngẫm, tôi cảm thấy mình đã lãng phí thời gian lo lắng cho tương lai. Kiểu người này luôn cho rằng suy nghĩ trước nghĩ sau chính là biểu hiện của sự thành thục ổn trọng. Những người thực sự sống tốt, tất cả đều biết cách điều chỉnh tâm trí đúng đắn và đi theo dòng chảy an toàn. La Trấn Vũ đã từng đưa ra một câu hỏi trong một bài phát biểu của mình. Nếu chúng ta vẽ một lối đi rộng nửa mét và năm mét trên mặt đất, bạn sẽ không gặp vấn đề gì khi đi bộ qua nó nhưng nếu lối đi này là một vách đá ở hai bên bạn vẫn có thể đi bộ qua nó chứ tôi tin rằng nhiều người bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi tưởng tượng ra khung ảnh này la trấn vũ ngay lập tức trả lời bạn chắc chắn sẽ lo lắng nghe đến mức chạy mất gan tại sao gan run rẩy bởi vì bạn nghĩ về tương lai một bước sang trái sẽ ngã và một bước sang phải sẽ ngã xuống trên thực tế là bạn nghĩ nhiều nếu bạn không nghĩ về hai bên chiều rộng nửa mét là đủ cho bạn để đi một khoảng cách rất dài hoàn toàn sẽ không ngã xuống tại sao một số người làm mọi thứ suôn sẻ như vậy thường là bởi vì họ tập trung vào hiện tại và không nghĩ nhiều vâng thời gian và sức mạnh của mỗi người có giới hạn nếu chỉ trì hoãn trong tưởng tượng bạn sẽ không thể làm được những gì hiện tại rồi ai cũng sẽ chìm trong lo lắng xích mích nội tâm do chính mình tạo ra đến lúc đó nói gì về tương lai ngay từ bây giờ hãy thoát khỏi sự lo lắng và sống trong ngày hôm nay từ chối không tưởng và sống trong hiện tại trân trọng trước mắt sống trong hiện tại mạc ngôn đã từng nói một điều như thế này một lần ông trò chuyện với một người bạn cùng lớp khi vợ của bạn cùng lớp vừa qua đời trong khi dọn dẹp di tích của vợ các bạn cùng lớp tìm thấy một chiếc khăn lụa tinh tế và mới đó là khi hai vợ chồng họ đi du lịch họ đã mua nó tại một cửa hàng thương hiệu nổi tiếng vợ của bạn vẫn không nỡ dùng muốn chờ một ngày đặc biệt mới dùng nhưng cho đến khi qua đời vợ ông đã không thể sử dụng nó thêm một lần nữa các bạn cùng lớp vô cùng thương cảm nói đừng bao giờ để dành những điều tốt đẹp cho đến những ngày đặc biệt mỗi ngày bạn sống đều là một ngày đặc biệt chính những lời này đã khiến mạc ngôn bắt đầu thay đổi cách sống của mình bất cứ khi nào anh ấy cảm thấy điều gì đó anh ấy sẽ gác lại công việc xung quanh tìm một cuốn tiểu thuyết bật âm nhạc Nằm trên ghế sofa và lấy một chút thời gian của riêng mình, anh sẽ từ cửa sổ kính ngắm từ trần đến sàn để thưởng thức phong cảnh bên bờ sông đối diện, không quan tâm đến bụi trên kính và sẽ kéo gia đình ra ngoài ăn cơm, không còn băn khoăn về việc bữa ăn trong nhà nên xử lý như thế nào. Khi mộ Dung bắt đầu trải lòng từng ngày, anh cũng cảm khái nói: "Cuộc sống nên là một trải nghiệm mà chúng ta trân trọng, không phải là những ngày trong quá khứ." Đúng là đời như mây trắng lướt qua, đau khổ có ngày hạnh phúc cũng có ngày vì vậy cần gì phải vì quá khứ mà khổ sở hà tất vì tương lai mà phải sầu như paulo coelho đã nói trong hành trình kỳ diệu của những người chăn cừu bây giờ tôi vẫn còn sống và khi tôi ăn tôi ăn bằng tất cả trái tim và tâm trí khi tôi đi bộ tôi chỉ đi bộ bởi vì tôi không sống trong quá khứ cũng như tương lai tất cả những gì tôi có là hiện tại và tôi chỉ quan tâm đến hiện tại Cuộc sống là những chuyến đi không thể quay lại. Chúng ta không biết mình sẽ bị đưa đẩy đi đâu, sẽ gặp ai và sẽ trải qua những gì. Nhưng nếu chúng ta có thể bình tĩnh sống tốt từng phút từng giây trước mắt, thì những điều tốt đẹp nhất sẽ tự nhiên mà đến. Ông Lâm Thanh Huyền từng nói, khi chúng ta sống trong giây phút hiện tại, chúng ta có thể cắt đứt những nỗi buồn của quá khứ và những nỗi sợ hãi về tương lai. Chỉ khi nào chúng ta cắt bỏ những lo lắng của quá khứ và những nỗi sợ hãi về tương lai, chúng ta mới có thể tìm thấy tự do thực sự. Hãy nắm bắt từng khoảnh khắc tốt và bạn sẽ nhận được câu trả lời tốt nhất theo cách tự nhiên. Là người minh bạch và cởi mở, không yêu cầu quá khứ, không chào đón tương lai và sống ở hiện tại. Câu chuyện thứ ba, câu chuyện vị bác sĩ cho một cậu bé 60.000 yên. Cậu bé Suma, 17 tuổi, bị mất ví tiền ngay trước khi mua vé máy bay để về quê tham dự tang lễ của người bác. Trong ví có 60.000 yên là số tiền cậu dự định để để mua vé máy bay. Cậu vô cùng hoảng loạn vì đó là số tiền rất lớn với một học sinh, lại lo lắng không thể tới kịp đám tang. Một người đàn ông không quen biết thấy Suma ôm đầu buồn bã ngồi ở nhà ga đã đến hỏi thăm. Sau khi nghe cậu bé kể lại câu chuyện, ông đã đưa cho cậu 60.000 yên không chút chần chừ. Nhờ sự giúp đỡ của người đàn ông này mà cậu bé tội nghiệp đã kịp mua vé máy bay trở về quê. Khi mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa, Suma mới nhớ ra là khi nhận tiền của người đàn ông, vì quá vội vã nên cậu chỉ kịp nói tiếng cảm ơn rồi chạy đi mua vé máy bay ngay. Cậu thậm chí còn chưa kịp hỏi tên và cách liên lạc của người đàn ông đã giúp đỡ mình. Không còn cách nào khác, Suma đã nhờ trường học liên lạc với báo chí địa phương để tìm ân nhân. Cậu bé muốn trả lại số tiền mình đã vay và nói lời cảm ơn thêm một lần nữa. Chỉ trong thời gian ngắn, cậu bé đã tìm được danh tính của người đàn ông tốt bụng. Ông là bác sĩ Kanoia Hiroji, 68 tuổi, là trưởng khoa đột quỵ thần kinh tại bệnh viện Imusu Mizogi tỉnh Saitama. Một người đồng nghiệp của ông sau khi đọc bài báo trên đã kể cho ông. Ông Kanuya Hiroki xúc động nói rằng Thấy cháu ấy tìm tôi để cảm ơn, tôi cảm động đến phát khóc. Thật may mắn vì tôi đã tin tưởng cháu ấy. Cậu bé Suma cũng vui mừng nói Cháu vui quá, vui tới mức ngay lập tức muốn liên lạc cho ông. Giờ trong lòng cháu ngập tràn xúc động. Nhớ lại lúc được ông giúp đỡ, mấy ngày trước, bác sĩ Kanoia Hiroji kể cho một người quen nghe câu chuyện mình cho một cậu bé 60.000 yên khi không hề biết bất cứ điều gì về cậu. Khi ấy người ta đã đã cười nói và nói với ông rằng ông bị lừa rồi đấy, nhưng cuối cùng vị bác sĩ tốt bụng đã chứng minh được, ông đã tin tưởng và trao sự giúp đỡ cho đúng người. Có lẽ với những người lương thiện, trao đi sự giúp đỡ sẽ luôn là đúng người. Câu chuyện thứ tư, câu chuyện bà lão bán chuối. Đó là một ngày cuối đông gió lạnh. Ông Phillips kết thúc ngày làm việc và chuẩn bị rời văn phòng về nhà thì nhớ ra vợ đã nhờ ông mua một cân chuối. Vừa xuống đường, ông đã nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi trông có vẻ ốm yếu đang ngồi bán chuối ở bên vệ đường. Do không có nhiều thời gian, ông quyết định sẽ mua chuối của bà cụ này mặc dù bình thường ông thường có thói quen mua sắm ở một siêu thị cách đây vài dãy nhà. Dù hàng ngày vẫn đi qua con đường này nhưng chưa bao giờ ông Phillips chú ý tới sự hiện diện của bà cụ gương mặt bà không lộ ra vẻ khắc khổ mà chỉ phẳng phất nỗi buồn xa xăm xen lẫn sự hiền lành. Bà ngồi yên lặng nhìn dòng người qua lại, thi thoảng thì lau sạch những quả chuối tươi đang bị bám bụi. Ông Phillips bước lại phía bà cụ và hỏi về giá của một cân chuối. Bà nhìn ông hiền tử đáp rằng, mỗi cân chuối bà bán với giá 7 đô la. Nghe vậy, ông Phillips ngay lập tức không hài lòng. Ở siêu thị tôi hay mua chỉ bán có 5 đô la một cân thôi. Tại sao bà bán rong mà giá cao hơn nhiều như vậy? Nếu bà bán với giá 5 đô la tôi sẽ mua. Người phụ nữ thành thật trả lời. Xin lỗi ông, tôi không thể bán với giá đó được. Tôi có thể bán cho ông với giá 6 đô la, tôi không thể hạ giá hơn được nữa. Đó là giá thấp nhất rồi. Ông Phillips đặt túi chuối vừa mới cầm trên tay xuống rồi nói với bà cụ. Vậy thì thôi, tôi không mua nữa. Ông Phillips quyết định đi đến siêu thị mà ông vẫn thường mua lựa chọn một túi chuối và tới quầy thanh toán tiền. Ông vô cùng ngạc nhiên khi được biết mỗi cân chuối ở đây có giá 10 đô la. Ông hỏi người thu ngân, tôi đã mua chuối ở đây mấy năm rồi, lần này tăng giá cao quá, cô có thể giảm giá cho khách hàng lâu năm như tôi không? Người thu ngân bắt đầu giải thích, xin lỗi ông, nhưng đó là giá cố định, chúng tôi không chấp nhận mặc cả. Ông Philip suy nghĩ một vài giây và đặt túi chuối trở lại. Ông quay về quầy bán của bà cụ bà nãy. Ngay lập tức bà cụ nhận ra ông, bà nói, nếu tôi bán cho ông với giá 5 đô la, tôi sẽ chẳng kiếm được chút tiền lãi nào. Mong ông thông cảm. Ông nhìn bà với ánh mắt thông cảm. Bà không phải lo về điều đó, tôi sẽ trả bà 10 đô la một cân. Bà bán cho tôi hai cân nhé. Người phụ nữ vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Bà cân cho ông Phillips hai cân chuối rồi nói, tôi không thể lấy của ông 10 đô la được nhưng tôi sẽ bán với giá 7 đô la tôi vô cùng biết ơn lòng tốt bụng và sự hào phóng của ông lúc này ánh mắt bà thoáng buồn và giọng bà bỗng dưng trầm xuống bà nói chồng tôi đã từng sở hữu một cửa hàng bán hoa quả nhưng không lâu sau thì ông ấy mắc bệnh chúng tôi không có con cái hay người thân nào giúp đỡ tôi đã bán cửa hàng để lấy tiền chữa trị cho ông ấy nhưng ông ấy vẫn không thể qua khỏi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bà cụ đầy nếp nhăn và lấm tấm đồi mồi của bà Nhìn bà cụ khắc khổ trong gió rét với đôi tay run rẩy vì lạnh cóng, ông Phillips dường như cảm nhận được tất cả những thăng trầm mà bà đã trải qua. Bà cụ đã nói tiếp: "Tuy nhiên tôi không hề cảm thấy bất hạnh, ít nhất tôi vẫn còn có thể đi bán chuối để kiếm sống. Tôi trân trọng tất cả những gì mình đang có và sẽ không mãi đau khổ vì những điều đã qua." Ông Phillips bỗng cảm thấy vô cùng khâm phục sự lạc quan, mạnh mẽ và tốt bụng của bà cụ. Ông nói: kể từ ngày mai tôi sẽ chỉ mua chuối của bà. Nói rồi, ông đưa thêm cho bà 100 đô la, dặn dò. Bà cầm lấy số tiền này để mua thêm nhiều loại hoa quả khác nữa. Nếu bán đa dạng các loại hoa quả thì sẽ đông khách hơn. Bà cứ coi đây là số tiền tôi trả trước nhé. Bà cụ nghẹn ngào xúc động, cầm lấy số tiền và cảm ơn ông Phillips. Kể từ đó, ông Phillips chỉ mua hoa quả của bà cụ. Ông cũng giới thiệu bạn bè tới mua cho bà cụ với sự ủng hộ và giúp đỡ của ông Philips và những khách hàng khác, công việc buôn bán của bà cụ ngày càng thuận lợi, cuộc sống cũng nhờ đó mà tốt hơn. Người tử tế, họ hiểu rằng, khi làm một việc tốt hay việc xấu, nó sẽ đều quay trở lại với mình trong tương lai, không gần thì xa. Cuộc sống vốn dĩ là những bài học trải nghiệm cho mỗi con người, nó được hiện hữu từ vô vàn các câu chuyện dài ngắn buồn vui khác nhau. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại là những thứ chúng ta đáng phải học hỏi trong đó ẩn chứa nhiều bài học triết lý nhân sinh sâu sắc giúp chúng ta có thêm chiêm nghiệm và góc nhìn thú vị về cuộc đời câu chuyện thứ năm ở đời đừng sống quá gấp gáp kiên nhẫn một chút có thể hưởng hết thảy dư vị ngọt bùi đôi lúc trong cuộc sống vì quá vội vã nóng này mà ta đánh mất những gì đẹp đẽ nhất và cũng đôi lúc vì quá chậm chạp ta lại không nắm bắt được những hạnh phúc giản đơn hiện tại để nó vô tình vụt qua trong tiếc nuối chỉ khi giữ tâm thật bình lặng cân bằng ta mới cảm nhận được dư vị cuộc sống này. Một đôi trai gái trẻ cùng nhau bước vào quán cà phê. Tuy nhiên sau một hồi chuyện trò họ bỗng tranh cãi nảy lửa, không ai muốn nhường ai. Kết quả là chàng thanh niên bỏ đi trong cơn giận dữ, còn cô gái vẫn ở lại một mình khóc lóc. Cô gái bực dọc quấy ly trà chanh. Cô dùng muỗng sắt trà mạnh vào miếng chanh có nhiều vỏ như để trút bỏ sự căm tức trong lòng. Miếng chanh vì trà quá mạnh nên tiết vị đắng vào ly trà của cô gái còn nước thì đục ngầu cô gái nếm thử mà lòng thêm cáu gắt liền nói với người bán mang cho cô một ly trà khác với chanh nhưng không vỏ người bán nhìn cô gái không nói gì cả rồi thay ly trà của cô gái bằng một ly trà chanh khác có vỏ như cũ thấy vậy cô gái nóng giận nói với người bán tôi nói với anh là bỏ vỏ đi anh không hiểu hay sao vậy người bán hàng bình tĩnh mỉm cười nhìn cô gái từ tốn trả lời xin cô đừng nóng giận sau một lát vỏ chanh sẽ được ngấm nước hết mà tất cả vị đắng của chanh đã tan vào trong nước và sẽ làm nước rất trong, thơm mà lại cực thanh ngọt. Có phải cô muốn uống một ly trà như thế không? Chỉ cần cô chờ thêm 3 phút sẽ có ly trà ngon, còn nếu nóng vội sẽ thành trà đắng. Cô gái ngạc nhiên cảm động. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt thuần thiện sáng trong của người bán hàng và hỏi, vậy thì cần bao lâu để lấy hết mùi vị từ chanh? Người bán hàng vẫn điềm đạm thân thiện, tầm 12 tiếng. Khi ấy lát chanh sẽ hoàn toàn phát hết hương vị của nó. Lúc đó cô sẽ có một ly trà chanh tuyệt diệu. Người bán hàng ngư một chút rồi nói tiếp, không phải chỉ có trà, nhưng cũng là cách để trừ hết những muộn phiền trong đời sống. Nếu cô kiên nhẫn và chịu đựng trong 12 tiếng, cô sẽ thấy nhiều việc không đến nỗi tồi tệ như cô nghĩ đâu. Cô gái hỏi có phải anh muốn cho tôi gợi ý không? Người bán hàng mỉm cười, tôi đang chỉ cho cô cách làm một ly trà chanh thôi. Đó cũng là cách sống để có một cuộc đời đẹp đẽ. Nhưng cô nhớ nếu để quá 12 tiếng, Ly trà sẽ không còn ngon được như trước nữa đâu, nó có giới hạn của nó. Trên đường về nhà, cô gái miên man suy nghĩ về những gì người chủ quán thân thiện kia nói. Cô cũng thử cố pha một ly trà chanh như thế, rồi lặng thinh ngồi ngắm những lát chanh trong ly và kiên nhẫn đợi kết quả. Cô thấy những lát chanh đang lớn dần trong ly nước trong vắt và hạnh phúc như cảm nhận được hương vị tinh khiết của lát chanh đang dần tỏa ra. Cô cũng như thấy tâm hồn mình tĩnh lại, không còn nóng nảy bực dọc như lúc sáng. Rồi cô nghĩ đến chàng trai kia, nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người, nhớ những lúc buồn bã, ốm đau đều có anh bên cạnh. Bỗng dưng cô quên hết những lúc cả hai mâu thuẫn cái vã mà chỉ nhớ đến những việc tốt lành. Miền man trong những dòng suy nghĩ đó, bất chợt nhìn lên đồng hồ đã điểm hết 12 tiếng trôi qua. Cô nếm thử vị trong ly trà chanh và nhận thấy nó quả thật ngon nhất thế giới. Cô gái như chợt hiểu lý do tại sao trà chanh nếm rất ngon khi chanh hoàn toàn tan vào trong ly trà bỗng tiếng chuông cửa vang lên cô gái vội xuống nhà mở cửa thì thấy chàng thanh niên có mặt tại đó anh ôm một bó hoa hồng rất đẹp trên tay thành khẩn em tha lỗi cho anh nhé cô gái mỉm cười và kéo chàng trai vào nhà cô vui vẻ đưa anh ly trà chanh và nói anh hãy nếm thử ly trà chanh ngon nhất thế giới này đi hãy nhớ mỗi lần chúng ta nóng giận phải nghĩ đến ly trà chanh đó để bình tĩnh lại anh nhé chàng trai ngạc nhiên tại sao chúng ta phải nghĩ đến ly trà chanh cô gái trả lời vì để nếm được vị ngon nhất của nó cần phải chờ đến 12 tiếng đồng hồ. Nếu quá vội vã uống trà sẽ bị đắng nhưng nếu chờ quá lâu so với giới hạn của nó thì ly trà sẽ mất đi vị ngon đặc biệt nhất. Ngẫm lại đời sống cũng giống như ly trà chanh kia vậy, luôn có rất nhiều dư vị cảm xúc mà bạn phải chờ đợi kiên nhẫn và cẩn thận nếm nó. Có như vậy bạn mới thấy cuộc sống thật tươi đẹp và đem lại những giây phút tuyệt vời nhất. Nếu quá nóng vội bạn sẽ dễ dàng đánh mất những gì đẹp đẽ nhất mà thay vào đó là những điều tồi tệ nhưng cũng đừng để người khác chờ đợi gì đó quá lâu, nếu không dư vị cuộc sống cũng phai nhạt, nhàm chán giống như vị của ly trà chanh kia khi đã để lại quá lâu rồi. Câu chuyện thứ sáu, hạnh phúc nào ở đâu xa? Có hai người cùng đi du lịch, giữa đường thấy khát nước, cả hai hẹn nhau đi lấy nước, một người lấy cái cốc bằng vàng, một người lấy cái cốc bằng đất. Người cầm cốc bằng vàng cảm thấy mình đẳng cấp hơn người kia một bậc, mỉm cười đắc ý, còn người cầm cái cốc bằng đất cảm thấy rất mất mặt tự ti không thôi nhưng họ lại quên rằng thứ mà bản thân họ thật sự cần lại là nước chứ không phải là cái cốc đựng nước trong cuộc sống con người thường bị chi phối bởi những dục vọng của bản thân chứ không hài lòng với hiện trạng không hài lòng với cuộc sống thoải mái đang có thường vì đã đi quá lâu mà quên mất mình lại khởi hành vi điều gì từ bỏ những tham niệm không cần thiết bản chất của cuộc sống là sinh ra và sống tiếp cuối cùng lựa chọn một loại tư thái ra đi còn việc bạn mặc tơ lụa hay vải rách mà ra đi thì chẳng mấy ai quan tâm mọi người thường than phiền rằng cuộc sống không suôn sẻ oán giận số phận bất công cảm thấy bản thân không có xuất thân không có ưu thế ngày tháng trải qua đều rất vất vả tuy nhiên trên đời này vốn không có công bằng tuyệt đối nhưng có sự công chính tương đối người giàu chưa chắc đã có sức khỏe tốt bạn ngưỡng mộ với người khác có vóc dáng thanh mảnh nhưng người khác có khi lại muốn được mập mạp như bạn bạn ghen tị với gia thế của người khác, nhưng có khi chính họ lại khao khát bầu không khí gia đình đầm ấm mà bạn đang có. Có câu nói như vậy, bạn đứng trên cầu nhìn phong cảnh, người nhìn phong cảnh ở trên lầu lại đang nhìn bạn. Con vẹt gặp con quả, vẹt trong lồng sống rất thoải mái, con quạ ngoài lồng sống rất tự do. Con vẹt ngưỡng mộ sự tự do của con quạ, con quả lại ghen tị với sự thoải mái của con vẹt, họ bèn thương lượng hoán đổi vị trí cho nhau. Cuối cùng con quạ có được cuộc sống an nhàn nhưng lại không thể làm cho người chủ vui cuối cùng uất ức mà chết con vẹt có được tự do nhưng vì đã sống an nhàn trong một thời gian dài giờ đây không thể tự lập sinh tồn cuối cùng đã chết vì đói đường đời dài đằng đẵng ta không thể đứng núi này trông núi nọ cái gì cũng muốn có đừng mù quáng theo đuổi hạnh phúc của người khác vì nó chưa chắc đã phù hợp với bạn con vẹt có vẻ ngoài rất đẹp lại biết bắt trước người nên được mọi người yêu quý không phải lo lắng đến cái ăn nhưng nó lại muốn theo đuổi sự tự do mà nó hằng khao khát quả bay lượn tự do trên bầu trời tận hưởng khung cảnh vô tận của thiên nhiên nhưng nó lại muốn sống một cuộc sống nhàn hạ thoải mái không cần vất vả mà đã sẵn có cái ăn cả hai đều chưa hề cân nhắc từ chính góc độ bản thân mình rằng điều nó đang theo đuổi có phù hợp hay không và khi đạt được rồi liệu nó có được hạnh phúc thật sự hay không mà hạnh phúc này có tồn tại lâu dài hay không dương giáng tiên sinh nói ông trời sẽ không để mọi hạnh phúc tập trung vào cả một người nào đó có được tình yêu thì chưa hẳn đã có được tiền bạc có được tiền bạc chưa hẳn đã có được niềm vui có được niềm vui chưa hẳn đã có được sức khỏe có được sức khỏe thì chưa hẳn mọi thứ đều sẽ được như mong muốn trong cuộc sống ta cần học cách từ bỏ những tham niệm không cần thiết sống tốt cuộc sống của mình tận hưởng cuộc sống của bạn ấy mới là người khôn ngoan cân bằng giữa năng lực và dục vọng ông thầy hỏi có người muốn đun một nồi nước nhưng đun đến nửa chừng thì thấy không đủ củi, vậy phải làm sao? Có học sinh nói rằng hãy mau mau đi kiếm thêm củi, trong khi những người khác nói rằng nên đi mượn hoặc mua. Thầy giáo nói, vậy sao các em không đổ bớt nước trong ấm ra? Đám học sinh lập tức vỡ òa. Wow. Đúng là như vậy, chân lớn bao nhiêu thì đi dày cỡ bấy nhiêu, có bao nhiêu củi thì đun bấy nhiêu nước. Có người thu nhập một tháng có 15 triệu, nhưng lại muốn chạy theo trào lưu mua túi sách hàng hiệu cả chục triệu có người nợ nần trồng chất nhưng vẫn tiếp tục vay mượn để mua xe có người thì gia cảnh bình thường nhưng cứ muốn cha mẹ trụ cấp chi phí sinh hoạt khổng lồ cuộc sống là sự cân bằng giữa năng lực và dục vọng của bạn bạn có bao nhiêu khả năng thì hãy thỏa mãn những dục vọng trong khả năng vốn có của mình đừng để người khác phải mang gánh nặng thay bạn tiểu thuyết gia mạc ngôn nói khi tài hoa của bạn không trèo chống nổi dã tâm của bạn bạn cần bình tâm xuống để học tập khi năng lực của bạn vẫn không làm chủ được mục tiêu của bạn thì bạn nên bình tâm xuống và ma luyện bản thân. Cuộc sống không phải là tự dưng mà trở nên tốt đẹp, mà đó là kết quả của sự chăm chỉ và ma luyện bản thân. Nếu bạn kiếm được 15 triệu một tháng, đừng chạy theo cách sống của một người lương tháng 50 triệu, cũng đừng ngưỡng mộ và đố kỵ người ta, vì đằng sau góc khuất bạn sao biết được người ta đã bỏ bao nhiêu công sức và nỗ lực để có được như ngày hôm nay. Nếu bạn muốn có được cuộc sống giống như người ta, thì hãy nỗ lực học hỏi, làm việc chăm chỉ như họ vậy. Ngay cả khi cuối cùng bạn không thể sống cuộc sống mà bạn mong muốn, thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Nhà văn Romain Voland đã nói, trên đời chỉ có một chủ nghĩa anh hùng, đó là sau khi nhận ra chân lý của cuộc sống mà vẫn tràn ngập tình yêu đối với cuộc sống này. Hạnh phúc kết quả của sự cân bằng giữa cuộc sống và dục vọng. Trong tăng quảng hiền văn có nói, ruộng tốt vạn mẫu ngày ăn cũng chỉ vài ba bữa, cao ốc nghìn gian đêm ngủ cũng chỉ một chiếc giường. Có vạn mẫu ruộng tốt thì sao chứ, cái ta cần hàng ngày cũng chỉ là ba bữa cơm no. Biệt phủ nghìn gian thì thế nào, mỗi tối nằm ngủ ta chỉ cần chiếc giường hai mét mà thôi. Của cải giống như nước biển, càng uống càng khát, dục vọng cũng như vậy. Người tham lam sẽ không bao giờ cảm thấy đủ, người không biết biết đủ sẽ không bao giờ hạnh phúc, ngược lại, người biết đủ lại thường cảm thấy hạnh phúc. Vào thời nhà Minh, có người đàn ông tên hồ cửu thiều gia cảnh bần hàn vừa làm ruộng vừa dạy học chỉ đủ sống tạm bợ qua ngày nhưng mỗi tối ông đều thắp hương lạy tạ thần phật đã ban phước cho ông vợ ông thấy thế tức giận nói quanh năm suốt tháng chúng ta đều chỉ ăn cơm với dưa muối cá khô ông nói xem phước lành ở đâu đây hồ tiên sinh nói chúng ta đang sống trong cảnh thái bình không gặp cảnh binh đao loạn lạc cả gia đình vẫn có cơm ăn áo mặc trong nhà không ai đau ốm cũng không ai bị tù tội đây không phải là phước lành thì là gì hạnh phúc đơn giản chỉ là kết quả của sự cân bằng giữa cuộc sống và dục vọng nếu bạn biết bằng lòng với những gì mình có luôn giữ tâm thái lạc quan vui vẻ bạn sẽ hiểu được rằng hạnh phúc luôn ở trong tâm chúng ta mỗi người đều có dục vọng nhưng dục vọng không đáng sợ mà cái đáng sợ là lòng tham không dục vọng không có nghĩa là cái gì cũng không có mà là gạt bỏ các thứ tham niệm viển vông không thực tế khắc chế dục vọng của chính mình nếu một người có thể tống khứ các loại dục vọng của mình sống một cuộc sống không có truy cầu như thế anh ta mới được coi là kiểm soát tốt cuộc sống nắm giữ số phận của chính mình nếu bạn muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn thì bạn phải âm thầm nỗ lực rồi tỏa sáng bốn phương nếu bạn hài lòng với cuộc sống hiện tại bạn sẽ biết cách tận hưởng nó người nghèo có hạnh phúc của người nghèo người giàu có hạnh phúc của người giàu hạnh phúc nào cũng đáng để ta theo đuổi cuộc sống nào cũng đáng để ta trân trọng Mong rằng mỗi người đều có thể cân bằng được dục vọng vào cuộc sống, hài lòng với bản thân, sống thật với lòng mình, làm những gì mình thích và sống theo cách mình thích, sống một đời vui vẻ, hạnh phúc. Câu chuyện thứ bảy, sức mạnh của nỗi đau. Ngay cả trong đêm đen mù tối, cũng có niềm tin rằng mặt trời sẽ mọc. Trong hành trình của đời người, cho dù gặp phải những khó khăn gì, tiếc nuối gì, cũng đừng để mất đi niềm tin vào cuộc sống. Vào những năm đầu thế kỷ 20, tại một trang trại ở bang michigan hoa kỳ người ta đã dùng dây xích sắt cột một con bò vào cây du con bò được này rất khỏe mạnh nó thường kéo sợi dây xích vòng quanh thân cây du ngày qua ngày dây xích quấn quanh thân cây tạo nên một rãnh sâu cuối cùng cắm sâu vào thớ gỗ và phát triển cùng thân cây một năm nọ các trang trại ở bang michigan bị dịch bệnh tấn công rất nhiều cây du đều nhiễm bệnh rồi tàn lụi người ta cho rằng cây du cao lớn và giả cối kia cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn nhưng điều đáng kinh ngạc là cây không những không chết mà còn phát triển mạnh mẽ hơn. Đại hỏa qua đi chỉ còn lại duy nhất cây du kia là vẫn đứng vững kiên cường. Các nhà nghiên cứu thực vật tại Đại học bang Michigan đã nghiên cứu kỹ về cây du này và kết luận rằng chính chuối xích sắt đã cứu sống cây. Thân cây hấp thụ một lượng lớn sắt từ dây xích giúp nó tăng khả năng miễn dịch, từ đó có thể kháng cự lại vi khuẩn gây bệnh. Câu chuyện trên nói với chúng ta rằng Nỗi đau trong quá khứ có thể là niềm hy vọng cho tương lai, sự tổn thương trong quá khứ có thể là sức mạnh để đương đầu với cuộc khủng hoảng sinh tồn. Chúng ta đã từng đắm chìm trong cảnh xuân mơ màng, nắng vàng ấm áp, chim hót vang, non xanh nước biếc, đồng lúa bạc ngàn, hoa thơm khoe sắc. Chúng ta cũng từng say sưa trong mùa thu vàng rực, trời cao vời vợi, không khí trong veo, gió thu mát dịu. Nhưng mấy ai từng nghĩ đến, có mùa xuân ấm áp là bởi đã trải qua mùa đông lạnh giá? trước khi đi đến mùa thu mát mẻ là một mùa hè nóng bức nhìn lại và suy ngẫm đời người cũng như vậy cuộc đời mỗi người là trải qua vô vàn nỗi đau đó là nỗi đau vì bệnh tật mất đi thân nhân bị kẻ khác hãm hại ly hôn áp lực cuộc sống sinh lão bệnh tử cho dù phải trải qua rất nhiều nỗi đau trong đời thì chỉ cần nỗ lực vượt qua chúng ta sẽ có được kinh nghiệm đúc kết trong tay khi gặp cản trở bị người khác gây khó dễ kỳ thị xa lánh người ta mới thực sự thức tỉnh, kiên cường đối mặt, tìm cách sinh tồn. Nếu có thể biến nỗi đau mà chúng ta chịu đựng thành nghị lực, thì nỗi đau ấy có thể sinh ra sức mạnh vô biên giúp ta trưởng thành. Trên thực tế, mỗi sự trưởng thành đều là kết quả của quá trình nếm trải khó khăn và cực khổ. Mỗi sự cản trở, nỗi đau, đả kích trong cuộc sống đều có ý nghĩa riêng. Qua mỗi đoạn gập ghềnh, cuộc sống lại mang đến cho chúng ta một sự trải nghiệm. Hiện tại mang đến khổ đau, mà đau khổ lại giúp người ta kiên cường cuộc đời là khó khăn nối tiếp khó khăn buộc người ta phải trưởng thành ngay cả trong đêm đen mù tối cũng có niềm tin rằng mặt trời sẽ mọc trong hành trình của đời người cho dù gặp phải những khó khăn gì tiếc nuối gì cũng đừng để mất đi niềm tin vào cuộc sống hãy nuôi dưỡng hy vọng tin tưởng bản thân và luôn ghi nhớ câu nói này lỡ mất mặt trời ta không khóc nếu không ta sẽ bỏ lỡ ánh trăng và những vì sao Nhà văn Ernest Hemingway từng nói, cuộc sống khiến ta đầy thương tích, nhưng sau này những nơi bị thương nhất định sẽ trở thành những nơi mạnh mẽ nhất. Do đó, đừng nên sống với những nỗi đau và khó khăn mà chúng ta phải chịu đựng, thay vào đó hãy làm cho cuộc sống trở nên ngày càng lương thiện, ấm áp, trí tuệ, mỗi ngày đều rực rỡ và tươi đẹp hơn ngày hôm qua. Câu chuyện thứ 8, an nhàn thoải mái là thứ hủy hoại con người dễ dàng nhất một vị giáo viên nọ dẫn theo học sinh của mình tới thăm gia đình nghèo nhất tại một ngôi làng hẻo lánh gia đình này có tám người người nào người nấy vàng vọt xanh sao họ sống trong một căn nhà tranh rách nát tồi tàn và ăn những thứ thức ăn rẻ tiền nhất tài sản duy nhất của họ là một con bò sữa cả gia đình dựa vào việc bán sữa bò mới có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống qua ngày trước đây rất nhiều nhà hảo tâm từng dùng những phương thức khác nhau để hỗ trợ họ có người quyên góp tiền của có người giới thiệu việc làm thế nhưng không một phương pháp nào hiệu quả điều này khiến người giáo viên không khỏi suy nghĩ mong muốn tìm ra cách giúp đỡ gia đình này thoát nghèo cuối cùng trước khi rời làng anh cũng nghĩ ra một biện pháp đợi đến khi đêm xuống nhà nào nhà nấy đều đã yên giấc không còn ai qua lại người giáo viên mới lén lút tới nơi ở của hộ nghèo rồi giết chết con bò sữa tài sản duy nhất của họ sau đó anh liền mang theo học sinh của mình lặng lẽ rời đi Đám học trò không hiểu, chất vấn thầy giáo tại sao lại làm như vậy, nhưng anh chẳng hề cho chúng bất cứ lời giải thích nào. Một năm trôi qua, người giáo viên lại dẫn học sinh của mình tới ngôi làng ấy du lịch. Họ phát hiện, gia đình nghèo khó ngày nào giờ đã ở trong một căn nhà mới, mặc những bộ quần áo chỉnh tề và trên gương mặt của họ tràn đầy sức sống. Nhóm học sinh không khỏi tròn mắt kinh ngạc, tò mò không biết đã có chuyện gì xảy ra sau khi chúng cùng thầy giáo rời đi. Hóa ra, sau khi không còn con bò sữa, gia đình này lâm vào tình cảnh mất đi nguồn thu nhập duy nhất của mình họ chịu đựng cái đói suốt nhiều ngày cuối cùng không thể nhịn thêm được nữa nên mới buộc phải ra ngoài đi làm kiếm ăn họ khai khẩn một khu đất mới sau nhà trồng trọt và chăn nuôi gia súc lâu dần họ tự tạo ra cho mình một nguồn thu nhập mới cuộc sống cũng theo đó ngày một tốt hơn đọc xong câu chuyện trên liệu bạn có cảm thấy đâu đó đôi điều đáng để suy ngẫm đối với gia đình kia mà nói con bò sữa họ yêu quý trên thực tế cũng chính là xiềng xích trói chặt họ với đói nghèo họ chìm đắm trong cảm giác an toàn mà con bò sữa mang lại hưởng thụ sự bần cùng nhàn hạ cho đến khi mất đi con bò sữa họ mới bị ép phải thay đổi từ đó thoát khỏi trói buộc chuyển biến vận mệnh trong đời sống hiện thực rất nhiều người cũng đang trầm mê với vòng tròn thoải mái do những con bò sữa mang lại họ sống vô trì vô giác chẳng làm nên việc gì quá mức xa vào hưởng thụ sự thoải mái sẽ khiến bạn giống như con ếch bị nấu trong nồi nước ấm. Sự an nhàn sẽ vây chặt bước chân của bạn, cuối cùng khiến bạn thất bại với chính mình. câu chuyện thứ 9, bài học từ người lái xe của tỷ phú ông chủ giàu có thấy nhân viên lái xe của mình đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm vì muốn người lái xe này vẫn có một cuộc sống ổn định khi về hưu nên ông chủ này đã đưa cho người lái xe tấm xét trị giá một tỷ đồng không ngờ lái xe này đã trả lời không cần đâu ạ à? Trong tay tôi cũng đã có hơn chục tỷ đồng rồi." Ông chủ giật mình hỏi, "Anh làm lái xe, lương của anh chỉ có 5 triệu đồng một tháng, làm sao lại tích cóp được nhiều tiền như vậy?" Lái xe trả lời, "Trong suốt quá trình lái xe, khi ông ngồi ở đằng sau gọi điện và nói là sẽ mua đất ở đâu, tôi cũng mua một ít, ông nói mua cổ phiếu nào, tôi cũng mua một ít, hiện nay ước tính tôi cũng đã có hơn 10 tỷ đồng rồi." Qua câu chuyện ngắn này chúng ta có thể thấy khi chúng ta đi cùng triệu phú chúng ta có thể kiếm tiền triệu đi cùng tỷ phú chúng ta có thể kiếm tiền tỷ. Một cây dơm dạ hoàn toàn không đáng giá một xu, nhưng nếu như nó được dùng để buộc một mớ rau cải thì nó sẽ có giá của một mớ rau cải. Nếu như nó được dùng để buộc cua biển, thì nó lại có giá đắt đỏ ngang với cua biển. Nếu như chúng ta ở cùng với những người có lối sống tích cực thì chúng ta cũng suy nghĩ tích cực, nhưng nếu chúng ta sống cùng người tiêu cực, thì chúng ta sẽ suốt ngày than trách số phận hầm hưu. Có người nói rằng, cuộc đời của mỗi con người có ba thứ may mắn nhất khi đi học gặp phải thầy giáo tốt khi đi làm gặp phải tiền bối tốt khi lập gia đình gặp phải người bạn đời tốt đôi khi chỉ cần một nụ cười hay một câu nói cũng đủ để tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của chúng ta và khiến nó trở nên ý nghĩa hơn điều bất hạnh nhất của chúng ta là sống với những người có lối nghĩ tiêu cực không có kiến thức sâu rộng và cái nhìn toàn diện điều này sẽ khiến cho cuộc sống của ta trở nên nhạt nhẽo và vô vị có câu nói rất hay rằng, bạn là ai không quan trọng, mà quan trọng là bạn ở cùng với ai. Bạn ở chung với người như thế nào, thì bạn sẽ như thế đó. Câu chuyện thứ 10, lúa mạch cháy đen vì chẳng chịu cúi đầu và bài học sâu sắc cho hội nhân viên ưa cãi xếp. Sống trên đời, chúng ta phải xem sự hiểu biết của con người là hữu hạn, có những thứ chúng ta rất giỏi, tuy nhiên cũng có những chuyện chúng ta rất dở, núi này cao thì sẽ có núi khác cao hơn. Một trong những nguyên nhân khiến người trẻ nhảy việc thường xuyên, không chọn cách gắn bó lâu dài với một công ty hoặc tổ chức chính là do mâu thuẫn với đồng nghiệp cụ thể là với sếp mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ nhiều người muốn chứng tỏ năng lực bản thân nên không thể chịu đựng được khi phải làm theo lệnh của cấp trên họ mang theo bên mình cái tôi to bự và tự cho rằng bản thân luôn đúng để rồi chỉ có sự từng trải và những lần vấp ngã con người ta mới bắt đầu tích lũy cho bản thân mình những bài học xương máu để trưởng thành lên từng ngày bước đường trưởng thành không hề đơn giản và bắt buộc phải có những đánh đổi câu chuyện về cây lúa mạch ngẩng cao đầu của nhà văn người Đan Mạch Hans Christian Andersen chắc chắn sẽ để lại nơi người đọc những suy ngẫm về cuộc đời tuổi trẻ và cung cách đối nhân xử thế trong công việc Hans Christian Andersen là nhà văn nổi tiếng thế giới người Đan Mạch chuyên viết chuyện cổ tích chuyện của ông vừa mơ mộng tưởng tượng lại vừa hiện thực với hệ thống các nhân vật đa dạng thuộc đủ mọi tầng lớp Anderson đã biểu lộ trí thông minh và óc tưởng tượng tuyệt vời của mình khi còn là một cậu bé. Tính cách đó được nuôi dưỡng bởi sự nuông chiều của cha mẹ và sự tín thần Phật của mẹ ông. Phong cách chuyện của ông giống một dạng ngụ ngôn, đầy chất thơ và phong phú nên cuốn hút trẻ nhỏ, hàm chứa cái nhìn sâu sắc và nhân ái về cuộc đời, con người với những triết lý nhân sinh thâm thúy, sâu sắc hấp dẫn cả người lớn. Một trong số đó có thể kể đến câu chuyện về cây lúa mạch, nếu đi qua cánh đồng lúa mạch sau cơn bão, chúng ta sẽ thấy lúa đen như thể bị cháy. Nguyên nhân lúa bị đen sẽ được hé lộ thông qua câu chuyện một chú chim sẻ. Chú ta có dịp nghe từ lời kể của một ông liễu già mọc ở gần cánh đồng ngô và lúa mạch. Ông liễu này cao và rất được coi trọng, nhưng vào thời điểm ấy ông đã già cỗi, nhăn nheo. Thân cây bị trẻ làm đôi, cỏ cây mâm xôi mọc len vào kẽ nứt. Ông liễu ngã ra phía trước và cành lá của ông xóa xuống mặt đất như một mái tóc xanh dài có nhiều cây ngô tốt sống trên cánh đồng quây cây lúa mạch những bắp ngô được nuôi dưỡng tốt và bắp càng mập bao nhiêu thì lại viết cây nằm ngả xuống bấy nhiêu lúa mạch ta vốn kiêu ngạo nên cứ ngẩng thẳng và vươn cao đầu lên nó nghĩ thầm mình có khối bắp vàng như cây ngô mình còn đẹp hơn hẳn hắn ta nhiều những bông hoa của mình đẹp như những nụ táo vậy thế rồi lúa mạch nói này bác liễu già bác đã từng thấy cái cây nào đẹp như tôi chưa hả ông liễu gật đầu lúa mạch la lên cái lão thật vớ vẩn lão ta già quá rồi cỏ mọc cả vào trong óc lão rồi và chợt một cơn bão ập đến đám hoa trên cánh đồng xếp cánh lại và cúi gập những ngọn đầu xinh xinh lúa mạch ta vẫn kiêu ngạo vươn cao cổ lên những bông hoa bảo nó hãy cúi đầu xuống như chúng tôi đi lúa mạch đáp không thể được tôi sẽ chẳng chịu cúi đầu ông liễu già bảo hãy xếp những cánh hoa và xếp gọn lá vào đừng có nhìn vào các tia chớp kẻo lại nhìn thấy thiên đàn sớm ngay kể cả con người cũng mù nếu họ nhìn vào tia chớp nếu bọn ta vươn đầu lên thì cái gì sẽ xảy ra với đám cỏ dại chúng mình lúa mạch kêu lên khinh bỉ cỏ dại quả thật tôi chẳng sợ nhìn lên trời trong giây phút ấy cả thế giới như chìm trong bão tố và tia chớp lửa ngay sau đó cơn bão đã đi qua rồi sau một trận mưa mọi vật mới ngọt ngào làm sao những bông hoa dại ngẩng lên hít thở khí trời những cây ngô lại đung đưa theo chiều gió chỉ có cây lúa mạch nằm xoài trên đất héo tàn cháy đen ông liễu già lắc đầu một giọt nước to rơi xuống từ đám lá liễu như thể ông liễu già đang khóc những chú chim sẻ líu lo tại sao ông lại khóc ông không thấy sự tươi mát của hoa và lá sao ông liễu già âm thầm kể lại sự việc xảy ra với cây lúa mạch kiêu ngạo trong công việc chắc hẳn những người trẻ và những ai đã từng trẻ cũng không ít lần có xung đột mâu thuẫn với cấp trên vì cái tôi quá lớn để rồi đứng trước lời khuyên của những người đi trước chúng ta bỏ ngoài tai và tự cho rằng bản thân mình hoàn toàn đúng cũng như giải pháp của mình đưa ra sẽ hiệu quả hơn tuy nhiên chúng ta đâu biết rằng để ngồi được ở vị trí hiện tại sếp hoặc những tiền bối đi trước đã phải trải qua không ít những khó khăn và vấp bao gồm cả những thứ hiện tại chúng ta đang và sắp đối mặt cho nên là người trẻ sống trong tập thể cách tốt nhất chính là lắng nghe và tiếp thu một cách chủ động và có chủ đích những lời khuyên thường không dư thừa và những ai lĩnh hội được sẽ có thể tốt hơn từng ngày. Sông sâu thì tĩnh lặng, lúa chín thường cúi đầu đó là tôn chỉ mà người trẻ công sở đừng nên quên đi. Câu chuyện thứ 11, thấu hiểu bản thân, bạn sẽ hiểu được kiếp nhân sinh. Trong suốt cuộc đời, bạn hòa hợp với chính mình nhất và đối phó với chính mình nhiều nhất, nhưng thường không thể hiểu thấu được bản thân mình. Một khi con người đã có hiểu biết về bản thân thì không có khó khăn nào không thể vượt qua không có trở ngại nào khiến bản thân lùi bước. Lúc thời vận lên, người ta thường có xu hướng đánh giá quá cao bản thân, tin rằng mọi thứ đều nằm trong tầm tay của họ, thậm chí coi vận may và cơ hội là một phần giá trị của mình và trở nên vui mừng khôn xiết. Khi thời vận đi xuống, họ thường đánh giá thấp bản thân, thất vọng về bản thân, coi khó khăn, thiệt thòi là sự kém cỏi của bản thân, nhưng thực chất lại bị tâm lý hèn nhát vùi dập cuộc đời tươi mới. Hiểu chính mình là hiểu đúng về chính mình biết cả điểm mạnh và điểm yếu của bạn một khi con người đã có hiểu biết về bản thân thì không có khó khăn nào không thể vượt qua không có trở ngại nào khiến bản thân lùi bước hiểu được sự yếu kém một người thể hiện ra mạnh mẽ dù xuất phát điểm có tốt đi chăng nữa nhất định sẽ bị tổn thương một người thực sự mạnh mẽ phải biết cách hạ mình xuống một con dao thực sự sắc bén phải biết cách che giấu góc cạnh của nó dù mạnh đến đâu bạn vẫn khó đánh bại được nhóm nếu không biết thể hiện sự yếu kém thì chắc chắn sẽ gây thù chuốc oán khắp nơi nếu gây thù chuốc oán với quá nhiều thì sức mạnh của bạn sẽ trở thành vũ khí để đánh bại chính mình trên đời này kẻ có miệng lưỡi cùn thường là kẻ đánh đá nếu bạn luôn dũng cảm thì hẳn bạn không phải là kẻ mạnh thực sự mà chỉ là có vẻ mạnh mẽ lúa chín thì cúi đầu không cúi thì gió thổi mưa xối chim chóc đến ăn chỉ còn trơ lại mỗi cây ngẩng cao đầu trong gió thể hiện sự yếu kém thực ra rất đơn giản. Lắng nghe ý kiến của người khác khi cần phê bình, biết đặt mình vào vị trí của người khác, khiến mọi người cảm thấy an tâm khi hợp tác. Thể hiện sự yếu kém không phải là một sự thỏa hiệp, nó là để đạt được mục tiêu nhanh hơn, học cách tỏ ra yếu kém và hoàn thành mọi việc. Hiểu ra buông bỏ. Diễn viên phim ngoại Hồ Tàng Long đã nói, khi bạn siết chặt tay mình, chẳng có gì trong đó. Khi bạn mở tay ra, cả thế giới nằm trong tay bạn vạn sự vạn vật trên đời có được thì có mất buông bỏ danh lợi có được sự vô tư tự nhiên buông bỏ tạp niệm có được sự thản đáng buông bỏ thù hận có được hạnh phúc buông bỏ quá khứ có được sự trưởng thành cuộc sống là một quá trình liên tục lựa chọn và không ngừng buông bỏ hãy dẫm lên những ưu phiền dưới chân đặt vẻ đẹp vào lòng coi nhẹ mọi thứ đừng quan tâm đừng đòi hỏi khi mọi bụi bặm lắng xuống và những hối hả của quá khứ trở lại bình lặng ta sẽ thực sự hiểu buông bỏ là một loại lựa chọn mất mát là một loại thu hoạch hiểu được tâm cảnh đời người chỉ có một trăm năm trong nháy mắt sẽ trở nên trống rỗng ta đến thế gian vội vàng không mang theo bên người chết cũng không mang theo tất cả gặp gỡ vui sướng và những nỗi buồn được quyết định bởi trái tim của chúng ta cô hàng xóm của tôi dì trương bị xuất huyết não cách đây một thời gian cô ấy bước trên ranh giới sinh tử sau khi bước xuống bàn mổ cô ấy trông như một con người khác lúc nào cũng nở nụ cười không vì động một chút là lo lắng hay nổi nóng cũng không vì một chuyện nhỏ mà suy sụp tinh thần thỉnh thoảng bắt gặp tranh chấp cô cũng khuyên người khác đôi lời hôm qua tôi tình cờ gặp dì trương khi đi mua hàng chúng tôi trò chuyện trong khi cùng nhau đi siêu thị tôi hỏi dì dạo này thế nào dì trương cười nói dạo này dì tốt lắm quan trọng nhất là tâm thái luôn thoải mái không điều gì làm cho gì tức giận và luôn hạnh phúc mỗi ngày. Tôi nói, đúng vậy, tâm thái tốt, mọi chuyện đều trở nên tốt, không nóng giận đã là chiến thắng lớn nhất rồi. Dì Trương thở dài nói, trước đây ta thật ngốc, con gái con rể cãi nhau, ta nóng lòng lo lắng nửa tháng. Lão gia tử mua ngô chỉ mua một cái cho mình ăn, ta lại vì người khác mà hờn dỗi nửa ngày. Giờ nghĩ lại, tại sao phải bận tâm, làm cha mẹ sợ nhất là lo lắng quá nhiều cho con cái, lo lắng nhiều cho người khác người ta cũng không vì thế mà cảm kích mình cuộc sống cũng vậy hiểu được cuộc sống của chính mình còn khó làm sao có thời gian quan tâm đến người khác mà nổi cáu với họ chúng ta trải qua nhân sinh chính là tâm tình chúng ta sống cuộc sống dựa trên thái độ nhưng mọi thứ chỉ là tương đối tốt hay xấu tất cả đều phụ thuộc vào cách bạn suy nghĩ và cách đối nhân xử thế chúng ta không thể thay đổi người khác ít nhất chúng ta có thể kiểm soát được bản thân nhiều khi thay đổi quan điểm và trạng thái của mình chúng ta sẽ liễu ám hoa minh trong sạch chính mình khi tôi hiểu điều này trái tim tôi trở nên rộng lớn trái tim rộng lớn rồi thì chuyện lớn cũng hóa thành chuyện nhỏ gạt nhẹ tay một cái là mọi chuyện sẽ qua hiểu được cô đơn nhà văn trung quốc lâm ngữ đường nói hai chữ cô độc phân tích ra thì có trẻ em có trái dưa có chú chó nhỏ có con mũi đủ để tạo nên một con ngõ nhỏ giữa đêm trời mùa hè đong đầy tình người đứa bé thì ăn dưa dưới cành liễu chú chó thì đuổi bắt bướm trong căn ngõ thế giới phồn hoa rộn rã tiếng cười nhưng chỉ có lòng tôi là trống rỗng hư không đứa bé hoa quả chú chó con ruồi đương nhiên là não nhiệt nhưng dường như không có liên quan gì đến tôi đây được gọi là cô độc khi một người ở một mình họ mới có thể là chính mình trọn vẹn khi còn trẻ tôi luôn sợ không hợp với nhóm nghĩ rằng có nhiều bạn đồng hành thì sẽ tốt hơn. Vì vậy, để hòa nhập với nhóm, tôi đã không ngừng tìm kiếm sự sôi động và náo nhiệt. Khi tôi lớn hơn, tôi nhận ra rằng thế giới là của riêng tôi và không liên quan gì đến người khác. Thay vì dành thời gian và sức lực bên bàn rượu để làm quen vài người bạn vô thường vô phạt, tốt hơn hết bạn nên học cách hòa hợp với chính mình. Ở một mình là một kết tinh của sự khôn ngoan. Những người có thể hòa hợp với bản thân là những người có tâm hồn mạnh mẽ và giàu có. Khi bạn hiểu bản thân, bạn sẽ tự do sống. Đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, đừng ghen tị với hạnh phúc của người khác, đừng thất thường, đừng ồn ào, hãy bình tĩnh nhìn xung quanh và trung thực với bạn bè. Khi bạn hiểu bản thân, áp lực sẽ ít hơn. Tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất, thân thể mới là thứ quý giá nhất, hãy sống tốt, yêu bản thân, trân trọng từng khoảnh khắc trước mắt, giữ lòng biết ơn và quên đi thù hận. Khi bạn hiểu bản thân, trái tim bạn rộng mở. Không còn tính toán chi ly, không còn tự chuốc khổ vào thân, hiểu được sự khó lường của lòng người, hiểu được sự ngụy trang chiếu lệ, chịu đựng thăng trầm, buông bỏ nỗi buồn niềm vui, mỉm cười cho dù khó khăn thế nào và hát cho dù khó khăn thế nào. Khi bạn hiểu bản thân mình, bạn sẽ nhìn thấu nhân sinh và bạn sẽ hiểu được hạnh phúc khi được sống như thế nào. Trên đời này dù có bao nhiêu tiền bạc, của cải, danh vọng cao sang đến đâu, thì tất cả đều không đáng kể và mọi mưu mô đều có vẻ tầm thường và lố bịch. Người ta sống một đời, làm người và làm việc, hiểu biết là một loại lĩnh hội, xem nhẹ là một loại tài phú, càng nắm chặt thì càng mệt, càng xem nhẹ thì càng hạnh phúc. Đừng áp lực quá, đừng suy nghĩ nhiều, hãy trân trọng hiện tại, hiểu bản thân, ổn trụ tâm và sống thật hạnh phúc. Câu chuyện thứ 12, đại trí thì bao quát, tiểu trí thì phân biệt những cái nhỏ nhặt. Trong Nam Hoa Kinh có một câu chuyện, xưa có một ông lão nuôi khỉ, bảo chúng, ta cho chúng bay sáng ba trái lật, chiều bốn trái. Chúng bay chịu không? Chúng đều bất bình. Ông già dạ bèn bảo, thế thì sáng bốn trái, chiều ba. Chịu không? Chúng đều mừng. Tổng kết lại thì số lượng quả đâu có gì khác nhau, nhưng ông lão đó đã khéo thuận theo bản tính của loài khỉ. Luận ngữ giảng rằng, hòa vi quý, hòa nhi bất đồng, nghĩa là hòa hợp nhưng vẫn giữ được sự khác biệt trong đó hòa hợp là dùng hòa khí đối đãi với mọi người bằng một trái tim bao dung và tôn trọng bậc đại trí dung hòa không cố chấp vào ý kiến bản thân nên bỏ hết thành kiến theo lẽ trung dung tầm thường thôi mỗi người đều có cá tính riêng có cả ưu điểm và nhược điểm nếu chúng ta có thể dùng hòa khí mà đối đãi người khác ta sẽ thấy rằng bên cạnh rất những nhược điểm thì người khác cũng có rất nhiều ưu điểm hòa khí là chỉ nhìn vào những điểm tốt của người khác và bao dung những mặt chưa được như tính ganh đua cố chấp, tham lam, ích kỷ trong tính cách của họ. Có như vậy, trong cuộc sống mới có thể bớt đi nhiều những điều không vừa ý. Trong đối nhân xử thế, thì hỏa khí chính là mấu chốt để tránh xung đột và giữ mối quan hệ bền vững. Nếu chấp nhặt vào thị phi sẽ chỉ nhận được lao khổ, có thể bao dung mới vẹn cả đôi đường. Chuyện kể rằng, lạn tương như lập được công lớn nên được phong làm thượng khanh, địa vị cao hơn đại tướng Liêm Pha. Liêm Pha không phục, nói với các môn khách, ta là đại tướng của triệu, lập bao công lao trên chiến trường. Hắn thì có gì ghê gớm, chỉ dựa vào ba tấc lưỡi mà lại vượt lên đầu ta. Nếu ta gặp hắn, ta sẽ cho hắn biết tay. Chuyện đến tai lạn tương như, ông liền cáo bệnh không vào chiều. Một hôm, lạn tương như có việc cùng môn khách ngồi xe đi ra ngoài. Từ xa thế có xe ngựa của liêm pha đi tới, lạn tương như vội bảo người đánh xe rẽ vào một ngõ hẻm để tránh đường. Việc đó khiến các môn khách của lạn tương như để cho rằng ông hèn nhát. Lạn tương như hỏi họ, các ông xem giữa tướng quân liêm pha và tần vương thì ai có thế lực lớn hơn mọi người đều nói tất nhiên là tần vương rồi lạn tương như nói đúng như vậy chư hầu trong thiên hạ đều sợ tần vương thế mà ta dám mắng thẳng vào mặt tần vương thế thì sao ta lại sợ tướng quân liêm pha ta chỉ nghĩ rằng nước tần lớn mạnh không dám xâm phạm nước triệu bởi vì có ta và tướng quân liêm pha nếu hai người chúng ta bất hòa nước tần biết tin sẽ nhân cơ hội lại xâm phạm nước triệu chính vì điều đó mà ta phải nhún nhường liêm pha thì thấy rất hổ thẹn liền để mình trần lưng mang roi gai tới nhà lạn tương như nhận tội ông nói với lạn tương như tôi là một kẻ lỗ mãng thiền cận bụng dạ hẹp hòi lại được ngài rộng lượng như vậy tôi rất lấy làm hổ thẹn xin tình nguyện chịu sự trách phạt của ngài lạn tương như vội đỡ liêm pha dậy nói hai chúng ta đều là đại thần của nước triệu tướng quân đã hiểu ra tôi vô cùng cảm kích đâu dám nhận lễ của tướng quân nữa hai người đều cảm động rơi nước mắt. Từ đó, họ trở thành bạn bè thân thiết. Vạn vật trên đời là có âm dương, việc trên đời là có thành có bại, đời thì có phúc có họa, người cũng có ưu và nhược. Đời người đại đa số khó mà tránh được gặp những việc không ưng. Thay vì bất mãn hãy thay đổi góc nhìn, ta sẽ thấy trước mắt là cả vùng trời thanh thang. Khi xưa Huệ Tử bảo Trang Tử, vua ngụy cho tôi một hột giống bầu lớn để tôi đem trồng, khi chúng lớn thì tôi phát hiện rằng dùng cả một trái để chứa nước thì nó không đủ cứng để chịu được khiêng đi sẽ bể nếu xẻ nó thành nhiều phần thì lại nông quá không chứa được bao nhiêu thành thử tuy nó lớn mà vô dụng cho nên tôi đã đập bỏ trang tử bảo vậy là ông vụng rồi một người nước tống chế được một thứ thuốc bôi ngón tay cho khỏi nứt nẻ gia đình người đó đời đời làm công việc đập lụa một người lạ hay tin lại trả một trăm đồng tiền vàng để mua phương thuốc người nước tống kia họp cả họ lại bàn rằng chúng ta đời đời đập lụa chỉ kiếm được vài đồng tiền vàng bây giờ chỉ trong một buổi có thể thu được một trăm đồng nên bán cho họ đi người lạ kia được phương thuốc rồi lại thuyết vua ngô lúc đó nước việt đang gây chiến với ngô vua ngô phong người đó làm tướng mùa đông hai bên thủy chiến với nhau thủy quân việt không có thuốc đó nên chân tay nứt nẻ cả mà không chiến đấu được nên đại bại phải cắt đất cho ngô vua ngô đem đất đó phong cho ông ta cùng dùng một thứ thuốc mà người thì được phong đất, kẻ vẫn phải đập lụa, chỉ vì cách dùng khác nhau. Này ông có trái bầu chứa được năm thạch, sao không nghĩ cách dùng nó là một trái nổi để qua sông, hở? Phàn nàn rằng sẻ ra thì nó nông quá, không chứa gì được, chính là vì lòng của ông không thông đạt đấy. Câu chuyện thứ 13, cuộc đời viên mãn là biết để lại khoảng trống. Hoàng nhất đại sư từng giảng, điều tối kỵ của sự vật là đạt đến đỉnh điểm của sự hoàn mỹ, điều tối kỵ của con người là phất lên như diều gặp gió, mỗi người chúng ta đều khao khát sự hoàn mỹ nhưng cuộc đời mỗi người không ai là không có khoảng trống chạy theo sự hoàn hảo sẽ chỉ khiến bản thân tăng thêm phiền não biết cách để lại khoảng trống mới có thể bảo trì được sự cân bằng cuộc sống cũng sẽ ung dung và tự tại hơn để lại một khoảng trống cho dục vọng lão tử nói không họa nào lớn bằng không biết đủ không hại nào lớn bằng ham muốn có được người ta sở dĩ sống đau khổ không phải vì có được quá ít mà vì dục vọng quá nhiều trong thế giới phồn hoa người càng tham lam thì càng không biết đủ cuối cùng lại càng mất đi nhiều thứ hồ tuyết nham một nhân vật huyền thoại trốn thương trường vào cuối triều đại nhà thanh đã khởi nghiệp và làm ra tài sản khổng lồ từ hai bàn tay trắng tuy nhiên một doanh nhân giàu có tột cùng như vậy cuối cùng lại thất bại thảm hại khuynh ra bại sản nguyên nhân suy cho cùng chính là vì bản tính đã bị dục vọng lấn át thời những năm quang tự Hồ Tuyết Nham vì trợ giúp tả tông đường thu phục Tân Cương mà được phong quan, quyền thế áp đảo, phú quý tột cùng, sở hữu trong tay hàng loạt ngân hiệu, nhưng ông lại không thỏa mãn, vì để độc quyền tơ lụa trong nội địa, thu lợi nhuận cao và tiếp tục mở rộng sản nghiệp của mình. Ông đã dùng 20 triệu lượng bạc, tích chữ mấy triệu cuộn tơ lụa để bán cho thương nhân nước ngoài với giá cao ngất ngường. Tuy nhiên, sự cố ngoài dự liệu buộc ông phải bắt đầu bán tháo cắt lỗ với giá thấp và cuối cùng đã lỗ 10 triệu lượng bạc. Do số tiền thua lỗ lớn, doanh thu các hệ thống ngân hàng thuộc sở hữu của ông tạm thời bị ngưng trệ. Thêm vào đó, Lý Hồng Trương người có thù riêng với ông đã cố tình tung tin ông sắp phá sản ra ngoài. Sau khi tin tức lan truyền, quan chức khắp nơi thi nhau rút tiền gửi. Chỉ trong ba ngày, Hồ Tuyết Nham phá sản, sự nghiệp huy hoàng sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Cuối đời, Hồ Tuyết Nham chết trong nghèo khó và ấm ức ở tuổi 62. Trước khi mất, ông đã dặn con cháu không nên quá tham lam không nên kinh doanh đây là một lời cảnh báo của ông cho con cháu đời sau không đi vào vết xe đổ của mình khi một người rơi vào hố đen của dục vọng thường sẽ đánh mất bản tính của mình biến mình thành nô lệ của dục vọng mọi thứ có được nhờ lòng tham rồi cũng sẽ mất đi bởi lòng tham thậm chí còn phải trả giá đắt hơn đời người vốn không khổ điều khiến người ta đau khổ là vì dục vọng quá nhiều dục vọng vốn không sai cái sai là bởi lòng tham không đáy chỉ khi khắc chế dục vọng cuộc đời mới có thể có được sự viên mãn nếu không dù bạn có bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ là giả tướng háo huyền mà thôi để lại một khoảng trống cho cuộc sống trong thái căn đảm có nói người quân tử những khi nhàn rỗi cần có tâm tư bận rộn lúc bận rộn cần có cái thú an nhàn trên đường đời chúng ta thường bởi vội vàng đi đường mở bỏ qua cảnh vật dọc đường thậm chí quên mất bản chất thật sự của cuộc sống khi gặp thời thì hãy thà chậm bước chân như vậy có thể giúp bạn tích lũy sức lực tốt hơn vững vàng tiến về phía trước đời người không phải cứ ra roi thúc ngựa mới sống được tốt nhất mà là sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi bận rộn và nhàn hạ bởi khi sợi dây căng quá sẽ dễ đứt nhanh hơn sợi dây trùng khi còn trẻ anh bạn tôi đã dành toàn bộ cơ thể và tâm trí của mình cho công việc và có được rất nhiều danh tiếng và tài sản nhưng khi lớn hơn anh bắt đầu cảm thấy bất lực trước số phận anh mắc bệnh cường giáp bệnh tim nói chung sức khỏe gặp nhiều vấn đề anh trông già đi rất nhiều đầu tóc hoa dâm thân hình gầy gò hoàn toàn mất đi vẻ phong độ lịch lãm ngày trước mặc dù bận rộn là trạng thái bình thường của đời người nhưng đừng quên để lại khoảng trống trong cuộc sống và tô vẽ thêm màu sắc cho tâm trạng của bạn nếu không ngại trong những ngày tháng bận rộn này bạn hãy dành ra một chút thời gian nhàn rỗi cho bản thân thường trả xem phim nghe nhạc đi dạo để bổ sung năng lượng cho cả thân tâm bận rộn bôn ba trung quy cũng chỉ là vì cuộc sống hãy tranh thủ giây phút nhàn nhã trong những lúc bận rộn được vậy mỗi ngày của bạn sẽ tăng thêm niềm vui sống lương thực thu nhà văn kiêm nhà giáo dục nổi tiếng đài loan từng nói lý tưởng cao nhất của con người là mọi người đều có thể có thời gian nhàn rỗi ngoài công việc cần làm ra còn có thể nhàn rỗi làm người có thể nhàn hạ làm công việc của con người và tận hưởng cuộc sống của con người để lại khoảng trống trong các mối quan hệ từng đọc qua câu chuyện như vậy có người đã từng tìm đến họa sĩ Hoàng Vĩnh Ngọc vẽ tranh, họa sĩ Hoàng yêu cầu trả tiền theo giá thị trường. Người tìm vẽ tranh là bạn thân của nhà văn Kim Dung, còn Kim Dung và Hoàng Vĩnh Ngọc là bạn thân của nhau trong nhiều năm, người tìm vẽ tranh muốn mượn nhờ mối quan hệ này với mong muốn họa sĩ Hoàng có thể hạ giá sản phẩm. Nhưng bất ngờ là họa sĩ Hoàng không những không giảm giá mà ngược lại lại còn tăng giá. Người tìm vẽ tranh vội vàng gọi điện cho Kim Dung, mong rằng ông có thể mở lời thay mình kim dung biết chuyện liền nói rằng hãy mau nhận lời đi nếu ông còn nhắc đến tôi nữa ông ấy còn sẽ tăng giá thêm đấy thì ra họa sĩ hoàng ghét nhất là những kẻ dùng quan hệ đến tìm ông vẽ tranh nếu ai dùng quan hệ để tìm ông vẽ tranh thì ông sẽ tăng giá dù kim dung và hoàng vĩnh ngọc là bạn thân của nhau trong nhiều năm nhưng cũng sẽ không vượt ngoài nguyên tắc này chúng ta thường cảm thấy rằng đã là bạn bè thì nên đồng ý vô điều kiện với yêu cầu của nhau như mọi người đều biết làm như vậy không chỉ khiến đối phương khó xử mà còn khiến tình cảm của hai bên bị xa cách rất nhiều lúc một mối quan hệ nguội lạnh chính xác là vì đã vượt qua ranh giới nếu bạn nghĩ rằng đã quen biết lâu bạn liền có thể coi đó là điều hiển nhiên nếu bạn nghĩ rằng đối phương chẳng để bụng bạn liền có thể muốn sao làm vậy nhưng trên thực tế lòng người không thể chịu được nếu bị bào mòn tình cảm cũng không thể chịu được nếu bị lợi dụng chính như tam mao đã nói dù là bạn bè thân thiết đến đâu thì cũng không thể vượt quá điểm giới hạn của nhau nhiều người cứ tưởng là quen thân nên không sao nhưng kết quả nhiều khi lại hoàn toàn ngược lại mối quan hệ dù thân quen đến đâu cũng đừng quên chừa khoảng trống cho nhau mỗi người nên hãy giữ tốt điểm giới hạn của mình học biết từ chối mọi ràng buộc trong các mối quan hệ mối quan hệ thoải mái nhất giữa người với người kỳ thực là không vượt qua lằn danh đỏ của nhau dẫu gần gũi cũng cần có khoảng trống Đúng như nhà văn Lương Thực Thu đã viết trong cuốn sách nói về tình bạn, quân tử kết giao nhạt như nước, chính vì nhạt nên mới không ngấy, chính vì nhạt nên mới có thể bền lâu. Để lại khoảng trống trong tâm hồn, nhà văn Romain Voland từng nói, mọi người cảm thấy mơ hồ, phiền não, chỉ vì góc nhìn của họ quá thiền cận và nghĩ ngợi quá nhiều. Nhiều rắc rối trong cuộc sống thường xuất phát từ việc nghĩ ngợi quá nhiều, thậm chí khiến bản thân suy tính thiệt hơn. Chỉ khi buông bỏ chấp niệm, để lại một khoảng trống trong tâm hồn, chúng ta mới có thể sống được thoải mái nhất. Tăng Quốc Phiên, một vị tướng nổi tiếng vào cuối triều thanh đã dốc cạn tâm huyết để thành lập tương quân, nhiều lần vào sinh ra từ nơi xa trường để bình định Thái Bình Thiên Quốc. Tuy nhiên, điều không ngờ là mọi phó xuất toàn tâm toàn ý của ông chỉ đổi lại sự nghi ngờ của triều đình. Một chiếu chỉ buộc ông về quê nhậm chức đã tước bỏ binh quyền của ông. Tăng Quốc Phiên trở về nhà trong tuyệt vọng, dù có nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy ông tỏ ra phấn uất không cam tâm thường hay nổi nóng và tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài chẳng bao lâu ông bị ốm nặng không dậy nổi vị tướng oai phong lẫm liệt ngày trước giờ đây đã biến thành một ông già gầy trơ cả xương hai mắt gần như bị mù người nhà đi khắp nơi tìm kiếm danh y chạy chữa cho ông nhưng cũng không có kết quả mãi cho đến một ngày tình cờ gặp một đạo sĩ ẩn cư chỉ điểm ông mới giật mình tỉnh ngộ bệnh tật cũng dần thuyên giảm. Như có cảm ngộ, ông để lại lời cảnh tỉnh, chuyện đã qua đừng luyến tiếc, chuyện trước mắt hãy chú tâm mà làm, chuyện tương lai không cần phải nghĩ ngợi. Người sống ở đời, hiếm ai có thể mọi việc đều được như ý, và chúng ta sẽ luôn gặp đủ chuyện khiến ta phiền nhiễu tâm can. Trước những phiền não không thể tránh khỏi này, có người chỉ cười một cái là xong, có người thì mãi cứ canh cánh trong lòng. Những người sống rất mệt mỏi thường là những người thích rùi vào sừng bò, thường hay suy nghĩ lung tung. Thay vì chìm đắm trong quá khứ, không thể cất bước tiến lên, chi bằng hãy xem nhẹ, buông bỏ quá khứ để giải thoát bản thân. Khi đã gỡ bỏ gánh nặng trong lòng, chút bỏ gánh nặng đè nặng trên người, ta mới có thể nhẹ nhàng tiến bước trên đường đời. Nhà văn Mạc Ngôn viết trong cuốn Đàm Hương Hình, điều cấm kỵ nhất trong đời mỗi người chính là chạy theo sự hoàn mỹ. Hãy nhìn mặt trăng trên bầu trời kia, một khi đã tròn rồi, lập tức sẽ khuyết dần, quả mọc trên cây một khi đã chín mọng rồi sẽ lập tức rụng xuống. Phàm là chuyện gì cũng cần chừa lại khoảng trống, có vậy mới tồn tại lâu dài được. Theo đuổi sự hoàn hảo luôn là thiên tính của con người, nhưng đời người không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vật cực tất phản, một người thực sự yêu đời sẽ không bao giờ lấp đầy cuộc đời của mình. Đủ nhưng không đầy, mọi việc cần chừa lại khoảng trống, mới là đạo lý viên mãn của quãng đời còn lại. Câu chuyện thứ 14, bậc trí giả được không cao hứng, mất không sầu bi con người sống nơi thế gian quan trọng ở cái tâm khi tâm luôn bị danh lợi chi phối người ta sẽ vì có lợi mới vui mất lợi sẽ buồn phiền đau khổ nhưng đời người có được tất có mất đó là chân lý bất biến ở thế gian vì thế cùng với vui vẻ khi được con người ta cũng cần học cách chấp nhận khi mất đi thông thường người ta ai cũng đều vui mừng khi đạt được và thống khổ khi mất đi lợi ích nhưng bậc trí giả người có đạo đức cao thượng khi chiếm được thứ gì bản thân kỳ vọng họ cũng sẽ không quá cao hứng. Khi mất đi thứ mà trong lòng ngưỡng mộ họ cũng sẽ không đau đớn bi thương. Bất luận là đối mặt với thành công hay thất bại họ đều bảo trì được tâm thái thản nhiên, bất động. Họ không bởi vì thành công nhất thời mà tự mãn hay thất bại nhất thời mà tự coi nhẹ bản thân mình. Danh thần Phạm Trọng Yêm thời Bắc Tống từ nhỏ đã khổ học, học tập các kinh sách nho già, rồi về sau ông lại chịu ảnh hưởng của tư tưởng Phật gia, kính thần, tín Phật. Phạm Trọng Yêm làm quan hơn 10 năm, cuộc sống phi thường giản dị mộc mạc cho dù đến tận lúc làm tể tướng dưới vua trên vạn người nhưng ông vẫn sống trong ngôi nhà đơn sơ không xây dinh thự cho mình có người từng muốn xây cho ông một căn nhà nhưng ông nói điều con người theo đuổi chính là đạo nghĩa một người nếu trong lòng có đạo nghĩa thì vô luận là ở đâu đi nữa trong lòng cũng luôn cao hứng chuyện xây dinh thự các vị không nên nhắc lại nữa phạm trọng yêm cũng không mua sắm ruộng đất và nhà cửa gì cho con cháu thậm chí ông còn dùng tài sản mà cả đời ông tích góp được để mở trường dạy học chấn hương giáo dục mua ruộng vườn cấp cho người nghèo làm ăn cả đời ông vì lên tiếng cho điều chính nghĩa mà mấy lần bị giáng chức nhưng ông lại không vì điều đó mà cảm thấy bi thương oán thán ông từng ba lần bị giáng chức điều về ngoại thành làm quan năm thiên thánh thứ bảy đời vua nhân tông phạm trọng yêm vừa mới vào kinh thành nhậm chức bí các giáo lý vì dân sớ phản đối Hoàng Thái Hậu phô trương lãng phí nên ông bị Hoàng Thái Hậu giáng chức đuổi ra khỏi Kinh Thành. Năm Minh Đạo thứ hai, đời vua Nhân Tông, Phạm Trọng Yêm nhậm chức hiếu ti gián, bởi vì kiên trì đòi lại công bằng cho người khác mà ông đã bị Hoàng đế giáng chức xuống làm quan ở Mục Châu. Đây là lần thứ hai ông bị giáng chức, đuổi ra ngoài Kinh Thành. Năm Cảnh hữu thứ hai, đời vua Nhân Tông, Phạm Trọng Yêm được thăng chức làm lễ bộ viên ngoại, tể tướng triều đình lúc ấy là Lữ Di vì để phòng việc ông hay can ngăn và nói lời chính trực có thể làm ảnh hưởng đến sự chuyên quyền của mình lữ di bèn tâu xin hoàng đế đưa phạm trọng yêm đi làm quan tri phủ khai phong đồng thời ông ta còn sai người tới nói với phạm trọng yêm rằng không làm ngôn quan không nên nhiều lời bàn luận việc nước nhưng trong lòng phạm trọng yêm vẫn quan tâm tới triều đình không sợ uy quyền vẫn làm việc vì dân đúng như những gì ông viết trong bản sớ dâng vua kiên định một tấm lòng ba lần bị giáng chức nhưng không hề hối hận những gì phạm trọng yêm trải qua có lẽ không nhiều người chịu đựng được nhưng ông vẫn một lòng kiên định không lay động trong tác phẩm nhạc dương lâu ký nói về phương châm sống của mình ông viết bất dĩ vật hì bất dĩ kỳ bi tạm dịch không vì lợi ích vật chất mà hài lòng cũng không vì số phận không may mà buồn phiền không lo được mất dùng tâm bình thản đối đãi với những nhấp nhô lên xuống trong cuộc đời là một loại cảnh giới không dễ dàng đạt được trong đạo đức kinh lão tử viết về thực trạng xã hội hi hi nhương nhương dài vì lợi vãng, tạm dịch, thiên hạ nhốn nháo, đều là vì lợi mà đến. Quả thực là trong cuộc sống, đại đa số người ta đều vì lợi ích của bản thân mà bận rộn. Đạo đức nhân nghĩa được xem là một loại lý tưởng, nhưng ở thời khắc mấu chốt, có bao nhiêu người có thể buông bỏ lợi ích của chính bản thân mình, vì người khác mà suy nghĩ. Trong lịch sử, không phải chỉ Phạm Trọng Yêm mà còn có rất nhiều trung thần nghĩa sĩ như Tô Đông Pha, Nhạc Phi, Lâm Tắc Tử, cho dù bị hãm hại mà bị giáng chức nhiều lần nhưng không ai trong họ bất mãn, trầm uất, sống cuộc đời đau buồn. Trái lại, các bậc trí giả đó vẫn có thể thản nhiên, thủy chung giữ được tâm linh cao quý của mình. Người quân tử thản thản đáng đáng, dù ở hoàn cảnh nào cũng thản nhiên đối mặt. Người có thể sống được như vậy thì cho dù thân không tu đạo nhưng tâm đã ở trong đạo rồi. Lợi ích vật chất trong cuộc đời rồi cũng qua đi như mây khói, giành được cũng không đáng để vui, không cần phải đắc chí mất đi cũng không cần quá xót xa khiến tinh thần xa sút thất vọng. Bậc trí giả có tấm lòng độ lượng, quên mình sẽ luôn được tạc đá ghi vàng. Phẩm đức cao thượng và tinh thần kiên trung bất khuất sẽ được lưu danh muôn đời, người người ngưỡng mộ. Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn lắng nghe hết video của chúng tôi. Thay mặt đội ngũ ngâm đời, kính chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.